các bạn đã quay trở lại với chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chương trình được phát sóng vào lúc 17:50 thứ Bảy và 20:20 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7. Bây giờ có lẽ quý vị đang chờ đợi xem cặp đôi hôm nay họ có hẹn hò hay không, họ có đồng ý bấm nút hay không. Chúng ta chờ xem nha. Ngay bây giờ xin mời quý vị đến với cặp đôi đầu tiên. Nói thiệt với chị Ngọc Lan, hỏi thì em mới nói cho đúng. Hôm nay em ghi hình mà chiều hôm qua em đang trong vườn. Sáng nay các anh em mới tới rồi em mới đi mua được cái quần này. Hơn một năm rồi em mặc được bộ đồ sạch sẽ. Trời ơi vậy đó hả? Hôm qua trong vườn không mặc quần hay sao, mới mua quần? Có mặc quần nhưng quần ngắn, trèo lên cây toàn quần ngắn không. Ôi ôi, sao rau câu sao đẹp dữ vậy trời. Này không nỡ ăn luôn á. Bây giờ mình bận rồi nha, mình không có phụ giúp nhà cha nhà gái gì được hết á. Anh sẽ vì em làm thơ tình ai à, làm cha thằng bé. Anh sẽ ôm mày kết thành lâu đài. Mời nhà trai. Nhà trai lần nào ra cũng làm nhà gái hết hồn ta. Mời nhà gái. Wow. Nhà trai tôi hơi hoành tráng à. Nay coi như giống như đi coi mắt làm đám hỏi luôn vậy đó. Thôi, mời nhà trai giới thiệu về mình. Xin gửi lời chào đến MC anh Quỳnh Linh và MC cùng chị Ngọc Lan. Tưởng đâu xe RMC chứ. Cùng toàn thể ekip kỹ thuật bên chương trình và tất cả các khán giả đang ngồi dưới trường quay ngày hôm nay. Mình tên là Lê Ngọc Vũ, sinh năm 1982. Hiện đang làm việc và công tác tại Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Nghề nghiệp là kinh doanh vựa sầu riêng. Tức là có vựa luôn hả Vũ hả? Dạ. Ở mình ở Bình Dương với ai? Dạ, hiện tại thì em đang ở một mình. Một mình? Quê Vũ ở đâu? Dạ, quê của em thì nguyên quán là ở Quảng Trị. Nhưng mà em được sinh ra Đồng Nai và hiện tại đang còn ba mẹ đang ở Đắk Nông. Rồi anh em có bao nhiêu người? Em thì có một người em gái. Em gái giờ đang ở đâu? Dạ, em gái của em đang sinh sống tại ấp Bầu Bàng, Chân Thành, Bình Phước. Rồi, đó là lý lịch trích ngang của nhà trai. Mời nhà gái ạ. Dạ, em chào hai MC. Dạ, em chào toàn thể quý vị khán giả của chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chào bạn trai bên kia. Em tên là Trần Thị Xuân Hồng. Em đến từ Cần Thơ. Em sinh năm 1983. Em hiện tại đang kinh doanh võ sĩ lẻ rau câu cho nhà hàng tiệc cưới ở tại Cần Thơ. Người kinh doanh sầu riêng, người rau câu. Ngon quá trời. Hai cái này kết hợp cho được, người ta làm rau câu sầu riêng nè. Bá phát luôn nha. Tại vì Vũ nói về điểm mạnh điểm yếu của mình đi Vũ. Em thì cái điểm mạnh của em là em rất là yêu thích nấu ăn. Trước đây em cũng có thể đi nấu các cái đám đám hỏi, những cái đám nhỏ. Một mình em thì em có thể nấu được 10 bàn. Ôi ôi, giỏi vậy đó hả? Nhưng mà phải có người phụ, có nghĩa là em là bếp chính. Bếp chính luôn. Còn nếu cái điểm yếu của em thì em cũng là xem phim là hay khóc á, một mình á. Yếu đuối vậy đó hả? Dạ. Cứ xem phim mà có cái gì cảm động là khóc đúng không? Dạ. Thực ra thì nói ra cái lý do này thì cũng có một số người là người ta cũng thắc mắc, nhưng mà nó cũng có lý do. Bởi vì từ nhỏ thì hoàn cảnh của em nó cũng được may mắn như nhiều người khác. Thì em cũng gặp những cái trắc trở trong những người lớn về gia đình. Hoàn cảnh em sao? Gia đình sao? Thì trước đây thì em cũng đã có một lần gia đình rồi. Mấy đứa con? Dạ em có một người con trai. Dạ con trai em năm nay là học lớp 7 rồi. Em với bà xã ở mấy năm? Dạ em ở với bà xã được gần 3 năm. 3 năm con trai 7 tuổi rồi. Rồi sao chia tay? Nói chung là cũng vì công việc làm ăn nó không được thuận lợi. Và hơn nữa là sau quá trình làm ăn thuận lợi, nó nảy sinh ra nhiều cái vấn đề. Do là mình không có tìm hiểu được nhau, không có thông cảm cho nhau. Cái lúc mà mình người đàn ông trong gia đình nhưng mà mình làm ăn không được, mình cho mình là bất lực. Tự ti á. Dạ đúng rồi anh. Cho nên là em cũng có những cái câu nói và những cái việc làm mình nó không có đúng. Làm tổn thương. Dạ tổn thương người phụ nữ. Đến lúc nào đó thì cái giọt nước nó tràn ly thì lúc đó nó đã quá muộn màng rồi. Em đã biết nhận ra cái sai lầm của mình là tốt rồi. Dạ. Mình chia tay lâu chưa Vũ? Dạ em chia tay năm nay, đến nay là khoảng được hơn 10 năm rồi. Hơn 10 năm rồi, con đang ở với ai? Dạ hiện trước đây thì ở với bên ngoại, nhưng mà sau này thì em lại đón về để sinh sống và học tập cùng em. Đến bây giờ con cái nó cứng cáp thì em đã đưa vào trường nội trú. Và để tiếp tục để cho nó ổn định. Rồi, mời nhà gái. Nhà gái chia sẻ, đầu tiên là chia sẻ về ưu điểm cũng như khuyết điểm của mình đi đã. Ưu điểm của em là chịu khó học hỏi và sống tình cảm. Em hay nóng tính với lại hay quên. Với lại nóng tính cái lúc em giận lên cái em không nói chuyện. Có cái tính đó đó mà em sửa hoài sửa không được. Nhưng mà em dễ tha thứ lắm, dễ nguội lắm. Chút xíu là em hết à. Câu chuyện tình cảm của mình thì như thế nào? Em thì kết hôn 20 năm rồi. Chồng em thì đã mất. Em có hai con trai. Chồng mất bao lâu rồi cưng? Thì
Dạ mất gần 3 năm rồi chị. Con lớn em 22 tuổi, con nhỏ em 12 tuổi. Từ trước giờ em là người phụ nữ trụ cột của gia đình. Em là người, nói chung là người mạnh mẽ đó. Em là người hơi cá tính chút xíu và mạnh mẽ. Nhưng mà phụ nữ mà mạnh mẽ cũng đôi khi cũng cần có một người, một bờ vai để chia sẻ những buồn vui khó khăn trong cuộc sống. Chứ em thì thật sự em có quan điểm là lấy một người nào đó để dựa dẫm hay là phụ thuộc đó. Em không thích phụ thuộc, em chỉ thích cả hai cùng nhau cùng phát triển, cùng xây đắp, cùng xây dựng, chỉ là điểm tựa của nhau để cùng nhau phát triển. Ở Cần Thơ đó là em ở huyện nào hay ở thành phố em? Dạ em ở tại quận Ninh Kiều luôn anh. À mình hiện nay mình ở với hai đứa nhỏ hả? Dạ em ở với hai đứa nhỏ. Còn bạn trai nè, mình ở Bình Dương là mình ở nhà ai? Dạ hiện tại thì em cũng đang thuê mặt bằng. Thuê mặt bằng. Mình kinh doanh sầu riêng với lại nhiều mặt hàng đúng không em? Dạ bên em thì chủ đạo là sầu riêng. Em làm 4 mùa sầu riêng. 4 sầu riêng luôn. Dạ các tỉnh ví dụ như là vừa rồi là Tiền Giang, bây giờ là lên Đồng Nai, Bình Phước, Tây Ninh thì em đi cắt vườn. Rồi, ok. Như vậy là các bạn đều có máu kinh doanh hết. Hai số phận, hai con người với hai cái hoàn cảnh nghiệt ngã khác nhau ha. Chào em gái. Dạ, xinh anh quá à. Anh nghĩ rằng tất cả mọi gì đó nó qua rồi thì chắc chắn mình sẽ được bù đắp nhiều hơn những cái điều đó ha. Dạ em cảm ơn. Không có khóc nữa. Vui lên. Bây giờ hỏi nhà gái nè, nhà gái mong muốn có một người bạn trai như thế nào? Em thì trước tiên là tử tế, nhân hậu với lại biết lo cho gia đình. Bây giờ là nhà gái có thể cho bà Mai biết là yêu cầu về ngoại hình như thế nào để tôi qua tôi ngó rồi tôi phản hồi cho. Em thì em thích người đàn ông hơi dày cơm xíu, đừng mỏng quá nha. Dày cơm hả? Dày để cơm. Qua coi. Ý. Dạ. Sầu riêng không có hột nhưng nó dày cơm, còn nó mập quá mà nó hột không cũng vậy. Nói chung đây là thuộc dạng là người ta là sầu riêng là dày cơm thì hột lép. À. Bên đó là thuộc về cái phần trong á, cái hột lép. Nói chung hơi mỏng. Hột mỏng nhưng dày cơm. Thôi kệ, có gì về. Về mình bầu bổ, đúng rồi. Đúng rồi, tướng đây ngon nha, không giỡn đâu nha. Nói chung là sạch sẽ. Sạch sẽ. Đúng rồi. Sáng sủa lắm. Không, đừng có gia trưởng quá. Nói chung là em thích có gu thời trang chút. Thôi thôi ngon. Trời, một gu luôn. Xin lỗi à, tôi với ông này đứng kế bên ta nói ổng diễn viên chứ không phải tôi diễn viên à. Tôi với ông này đứng kế bên ta nói ổng diễn viên chứ không phải tôi diễn viên à. Trời ơi, mở ra một cái là hết hồn liền. Ừ. Rồi về ngoại hình là thấy là okay. Được. Ok, qua gặp không? Qua chứ trời, qua không thôi. Qua ta giao lưu được. Hay à. Sầu riêng bự quá. Thôi. Trời, chị Ngọc Lan đẹp gái. Mà bữa nay ai chuẩn bị cho cái outfit này? Nói thiệt với chị Ngọc Lan hỏi thì em mới nói cho đúng. Hôm nay em ghi hình mà chiều hôm qua em đăng trong vườn. Sáng nay các anh em mới tới rồi em đi mua được cái quần này. Hơn một năm rồi mới mặc được bộ đồ sạch sẽ. Trời ơi vậy đó hả? Qua trong vườn không mặc quần hay sao mới mua quần? Có mặc quần nhưng quần ngắn. Trèo lên cây toàn quần ngắn không. Bây giờ mình mong muốn một người phụ nữ thế nào? Em thì em cũng chẳng có cái gọi là yêu cầu gì mà gọi là nó quá cao cả. Bởi vì bản thân em biết như thế nào. Và em chỉ mong được như những gì bạn gái, một người phụ nữ như những gì bạn gái đã nói hồi nãy thôi. Nói chung là phải hiểu nhau, phải thông cảm cho nhau, phải biết chia sẻ cho nhau. Rồi bây giờ mình hỏi, mình giao lưu người thân một chút nha. Nhà gái đi với ai? Dạ em đi với mẹ với lại bạn thân. À. Dạ. Chào nhà gái. Dạ. Dạ. Cô nãy giờ thấy anh này sao được không? Thấy cậu thì cũng tạm được. Tạm được hả? Dạ. Có yêu cầu con rể tương lai không? Không, không yêu cầu do gái chứ mình đâu có yêu cầu có gì hết. Cô có thích ăn sầu riêng không? Cũng thích. Rồi vậy là được rồi ha. Cảm ơn cô. Mình đi với ai? Dạ anh là em đi với ba người em đó. Và là cái người em rể của em đang ngồi. Rồi chào các bạn. Các bạn thấy nhà gái sao? Dạ em chào anh MC Quỳnh Linh và chị MC Ngọc Lan. Em thấy chị gái bên này rất là xinh đẹp, nói chung là cũng tính cách chắc có lẽ là cũng mạnh mẽ, có một phần nào đó tương đồng với anh rể của em, thì cũng hy vọng ngày hôm nay hai người tìm được một điểm chung với nhau để cùng về chung một mái nhà. Rồi cảm ơn em. Cảm ơn nhà trai. Mở ra chuyện còn lại là của hai người đó. Mời Vũ bắt đầu đi em. Quá quá quá. Quá khá phải Vũ. Em quá quá. Đầu tiên đúng rồi, lo thấy đẹp quá ngắm không? Cảm ơn. Rồi anh tặng em bó hoa. Đây giống như là cái tấm lòng của anh muốn gửi đến cho em. Dạ em đúng cảm ơn anh. À. Em cũng muốn quà anh tặng anh. Cái này là do em làm, chính tay em làm luôn. Rồi ok, đây là rau câu của em phải không? Dạ em làm. Dạ. Rồi bây giờ tạm thời anh nhận cái này ha. Rồi anh lại có món quà chính tay anh làm. Dạ dạ. Chính tay dạ. Anh trồng chứ không phải anh làm ha.
anh chồng luôn ạ. À? Có món quà gửi tặng chị Ngọc Lan. Dạ, cảm ơn nhà gái. Ô trời đẹp quá trời của đất ra. Dạ anh Linh ơi. Hả? Em có. Có anh nữa hả? Dạ có chứ. Trời đất ơi. Quá trời của đất ơi. Dạ dạ. Ô trời cái này ngon quá. Cảm ơn em nha em gái. Dạ. Ôi ôi sữa rau câu sữa đẹp dữ vậy trời. Này không nỡ ăn luôn á. Bây giờ mình bận rồi nha, mình không có phụ giúp nhà cha nhà gái gì được hết á. Hai bạn tự xử đi. Vui luôn hả? Không còn từ nào để chê, nó ngon quá. Bữa nào cũng gặp cặp sầu riêng thì ngon. Quá dữ luôn. Rồi, ok. Ồ, anh trồng luôn hả? Anh trồng sầu riêng từ nhỏ mà. Mời em ăn thử coi ha. Ăn đi em, ăn rồi tính sao. Chuyện thì ăn muốn đi. À, thấy sao em? Trời ơi, người ngon ta ăn mà ở dưới trời ơi quá vậy. Sầu riêng là anh trồng anh bỏ đường á. Em mê sầu riêng lắm nhưng mà sợ mập nên hạn chế xíu, mê lắm. Để chắc em xin phép em mời anh thử cái sầu riêng của em được. Anh đang là đại đó. Dạ dạ dạ. Trời ơi thơm quá ông nội ơi. Tròn cục nữa coi. Dạ thôi để em bóc cho, để em bóc cho. Để em. Chị Ngọc Lan nhớ nhìn. Hoài làm gì làm với tôi ăn sầu riêng. Hồi nãy em biết rồi nhưng mà chị cũng ăn thông cảm. Tại vì em là phải nam. Ngon quá. Nên là em phải ưu tiên cho anh nam trước. Mời chị, mời chị. Trời ơi chưa kịp lấy được cái bao tay nữa. Thôi khỏi không sao đâu. Bạn em xin anh ơi, bạn em xin. Rồi. Bạn em xin. Rồi có luôn. Rồi xin anh chị. Thôi con cũng không biết sao nhưng mà hôm nay tình cờ cũng có duyên con gặp cô ở đây. Thì bây giờ con xin mời cô thử cái sầu riêng của con. Gần vô. Chợ Lách á, Chợ Lách Bến Tre. Dạ em xin mời chị dùng thử ạ. Bạn hả? Con bấm nút luôn đi em ơi. Con là máy thoại luôn. Rồi bây giờ em ngồi đây đi em. Rồi câu chuyện ăn uống tạm dừng ha. Bây giờ chúng ta bắt đầu trò chuyện với nhau đi. Đó, lần đầu tiên gặp nhau các bạn cảm nhận nhau thế nào? Anh cảm thấy là cái mẫu người của em là nó rất là phù hợp. Cái hoàn cảnh của em thì nó cũng tương đồng, gần như tương đồng với anh. Tiếp nữa cái mà anh thích nhất là về công việc. Mình có thể hỗ trợ nhau về công việc. Tính cách là không có gì anh phải để nói lại nữa. Mọi thứ là hầu như là anh cũng thấy là cũng ok rồi. Cái cảm giác em lần đầu tiên gặp anh á thì nói chung là có rất có thiện cảm. Em thấy hoàn cảnh của anh và nghề nghiệp của anh cũng tương đồng, cũng hợp với em. Nhưng mà ví dụ em với anh quen nhau thì từ Bình Dương về Cần Thơ hơi xa. Thì bao lâu anh mới về Cần Thơ một lần thăm em? Nếu mà nói về cái vấn đề mà khoảng cách địa lý và thời gian á thì anh nếu lúc nào em cần. À. Lúc nào có nghĩa là lúc nào em sắp xếp được là thì lúc đó anh có. Cái vấn đề đơn giản đối với anh có gì đâu. Em thì công việc em nói chung là cũng bận, bận rất là bận. Bình thường những ngày cuối tuần á và những ngày lễ Tết em rất là bận rộn. Những ngày người ta cưới hỏi người ta đi chơi là mình phải làm. Những ngày như đầu tuần người ta đi làm thì mình được thảnh thơi được một tí xíu. Cho nên á, những lúc mà thí dụ em với anh quen nhau, những ngày mà mọi người đi chơi rồi Tết lễ gì đó em cắm đầu vô việc, anh có khó chịu không, có cảm thấy bực mình khi em dành tất cả thời gian cho công việc hay không? Nếu anh có cơ hội để gần em thì những cái công việc nào mà có thể là anh phụ giúp được cho em á thì em cứ sai bảo anh. Anh được cái dễ nghe lời lắm. Nhưng mà đừng có la nghe, la là khóc á. Em cứ sai bảo anh thoải mái, cái gì anh cũng chịu hết á. Em đừng có la. Vấn đề công việc bận rộn thì cái này em cũng cần phải băn khoăn đâu. Tại vì anh cũng người đi con buôn mà đi buôn đi bán thì em biết rồi, nó cũng vậy thôi. Không có gì phải là gia trưởng, không có gì phải khó khăn với nhau cả. Vấn đề quan trọng ở đây là mình làm sao mà thôi cởi mở với nhau. Bởi tuổi này rồi thì còn tìm cái gì nữa. Yeah. Tìm cái sự bình yên thôi, nó cái sự ổn định. Yeah. Để chuẩn bị về cái tuổi xế nữa rồi. Đó thì anh chỉ có bấy nhiêu câu nói thôi. Đó, cái đó em cũng đồng quan điểm với anh đó. Mời bạn đứng dậy nào. Anh học quay bắt tay mà nắm tay nhau này. Nó cũng không lạnh như tay em. Không lạnh đúng không? Bây giờ nè, tay anh rung lắm. Mình nói quan điểm của mình đi, khoảng bao lâu với điều kiện gì chúng ta sẽ đến với nhau được? Ta cần quen bao nhiêu lâu? Chúng ta có cần có thêm đứa con hay không nếu chúng ta kết hôn với nhau? Trước tiên á là cái chuyện con cái đi. Em mong muốn là anh là một người cha cho có con em. Tại vì con trai mà không có cha nuôi dạy nó thì tội đủ việc. Chứ dù em là mẹ, em lo từ miếng ăn giấc ngủ, lo kinh tế, lo tất cả cho con. Nhưng mà cái việc dạy dỗ về tâm lý của đàn ông á rất là khó. Em rất là tội cho các con em. Em tin tưởng chương trình này là rất là nghiêm túc. Có nghĩa rằng là anh chắc chắn phải ở rể rồi anh giữ con cho em đúng không? Không, em không cần. Anh cứ việc lo việc kinh doanh. À. Thí dụ em cần cái việc gì đó thì cái chuyện đó thì mình sẽ cân đối sau. Mình em không bắt buộc là anh phải về Cần Thơ. Đâu? Anh cắt lời em, cái này là anh tự nguyện mà. Sao em lại nói câu bắt buộc? Em không phải, em phải. Em sợ giống như công việc của anh nó bị. Không sao, vậy anh sắp xếp được. Cần thiết là anh đi anh ở rể luôn, anh làm nghề rau câu cũng được em. Rau câu cũng làm được mà, có gì đâu, có phải sầu riêng. Sầu riêng đúng không? Sầu riêng ai dạy dù ai chăm sóc. Không có nhất thiết phải có sầu riêng em mới sống được. Có rau câu nhiều luôn anh sống sướng hơn sầu riêng. Sầu riêng gai không à. Hay đó. Được lắm đó.
Nói chung là anh cũng rất là đồng cảm với cái quan điểm của em. Thì anh hy vọng rằng và anh mong muốn rằng qua cái chương trình này thì mình có thể là sẽ có cái thiệp mời cho chị Ngọc Lan và anh MC Quỳnh Linh. Có không? Thì em cứ hy vọng là có đi, mình cần tìm hiểu nhiều hơn nữa anh. Hát bài tặng bạn gái Cần Thơ coi. Hát bài luôn hả? Anh sẽ vì em làm thơ tình ai à, làm cha thằng bé. Anh sẽ ôm mày kết thành lâu đài, hoàng vầu về cao sang quyền quý, gặp được người quân vương vừa ý, và lâu đài mang tên tình ai, nơi đó có anh và em. Thôi nha, tới đây được rồi nha. Rồi. Hay nhất câu là anh sẽ là cha thằng bé đó. Anh sẽ vì em làm thơ tình ai à, làm cha thằng bé. Đúng rồi anh. Cuộc nói chuyện nãy giờ cũng khá dài. Thật ra có những giây phút đùa vui, ăn uống này kia, nhưng sau đó là những cái phút hết sức là thật lòng với nhau. Và ngay bây giờ phải thật sự là thật lòng với mình, bấm bằng cả trái tim mình, chúng phải bấm cho nó có. Xong câu chuyện phải là mạnh ai về nhà đó, mà xong câu chuyện chúng ta sẽ là một kết sự kết nối thật sự các bạn nha. Nếu đúng điều đó bấm ngay cái nút, còn nếu không thì không cần bấm. Em trai đã bấm. Hai anh chị sẽ quyết định sau 3 tiếng đếm của Ngọc Lan. Anh bấm rồi. 2, 3. Chúc mừng anh khoái Vũ rồi nha. Em quyết liệt vậy đó. Thật ra anh khoái em nói Vũ, đàn ông mình phải mạnh mẽ vậy đó. Thật ra em nói em không mạnh mẽ chứ em rất là mạnh mẽ và quyết đoán luôn. Anh thích cái tính như vậy. Tại em thấy bạn Hồng, bạn gái đây là em mạnh liền. Kỳ vậy. Đúng kèo là em mạnh liền, đúng sóng là em bắt liền. Đúng ha, gù luôn ha. Gù liền. Thôi chính thức hai người đã hẹn hò với nhau. Nắm tay nhau đi nào. Em. Không phải nắm tay vậy nè. Đấy vậy nè. Lâu quá không có nắm tay. Lâu quá không có nắm đâu, tay. Đâu đâu em cứ để nắm sao đâu lan. Để nắm cho. Ủa gì kỳ vậy? Nắm vậy luôn. Nào bây giờ có bác đây, có người lớn đây. Mình nói gì với bác đi, hứa gì với bác đi. Dạ con thưa bác, thì qua cái chương trình này thì con được gặp em Hồng. Thì con cũng xin thưa với bác rằng là con xin phép là bác cho con được phép có cơ hội để tìm hiểu em Hồng. Còn như thế nào nữa thì cũng tùy duyên tùy nợ. Dạ con rất là nghiêm túc về vấn đề tình cảm. Dạ bác nhé. Bác đồng ý rồi đó. Nụ hôn đầu tiên. Chắc là anh xin phép mọi người, xin phép em đi. Cho anh hung em cái, tại vì cũng lâu lắm rồi anh không được gần người phụ nữ nào, em hiểu không? Nên anh hung em cái ha. Hai người đều làm kinh doanh, có máu kinh doanh, và anh nghĩ rằng nếu chúng ta bổ trợ cho nhau thì không những chúng ta đến với nhau ăn đời kiếp với nhau mà chúng ta còn phát triển kinh tế vượt bậc nữa nhá. Đẹp trai đẹp gái, nói chứ cố gắng sinh đứa nữa. Dạ, ý em vậy đó anh. Dạ. Dạ. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Lululun, thương hiệu mặt nạ được yêu thích nhất tại Nhật Bản, nay đã có mặt tại các gian hàng chính hãng của em Shop 247 và các trang mạng xã hội Lululun Việt Nam. Nổi tiếng với thành phần lành tính, cấp ẩm dịu nhẹ, mặt nạ có thể sử dụng hàng ngày. Bạn sẽ tươi trẻ hơn, hạnh phúc hơn cùng Lululun. Xin gửi tặng hai bạn một món quà, đó là nước mắm Phú Quốc Nàng Cơm. Nhà thùng nước mắm truyền thống 130 năm, hương tinh túy, vị trăm năm. Etoric với dòng sản phẩm Link Up Collagen giúp trẻ hóa da từ sâu bên trong. Link Up Collagen giúp làm đẹp da và ngăn ngừa lão hóa. Có thành phần collagen thủy phân từ cá, dễ dàng hấp thụ nhanh chóng gấp 7 lần so với collagen thông thường. Sản phẩm giúp tăng sinh và cải thiện những tế bào hư tổn, đặc biệt tăng độ đàn hồi da, mờ thâm nám hiệu quả. Chương trình gửi tặng các bạn một phần quà, đó là cặp mũ bảo hiểm M139 của thương hiệu Royal, với kiểu dáng 3/4 đầu, đảm bảo chất lượng an toàn theo dây chuyền sản xuất hiện đại. Đặc biệt với thiết kế kính âm độc đáo, giúp các bạn an toàn hơn khi đi đường xa, giúp che nắng, chắn mưa, che khói bụi và ẩn vào trong khi không cần thiết. Mũ bảo hiểm Royal M139 an toàn, thời trang, tiện lợi cho tất cả mọi người. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speak Couple, vừa được ra mắt với những tính năng nâng niu tình yêu, giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Như vậy là chúng ta đã có cặp đôi đầu tiên bấm nút hẹn hò quý vị. Và bây giờ xin mời quý vị đến với cặp đôi tiếp theo.
khá là rụt rè trước đám đông, tính cách thì cũng hơi phần trẻ con và bướng bỉnh một xíu ạ. Rồi, nhà gái bên đây mong manh dễ thương lắm. Quen thì cũng tương đối là rất vui vẻ và hòa đồng. Và nhiều khi còn là làm cho người ta hơi cáu ấy, làm cho người ta hơi cáu ấy. Chọc ta cáu luôn hả? Dạ. Sao anh? Đứng dậy. Như thế nào chứ nhỉ? Như thế nào là như thế nào? Là có nghĩa là gửi cho con đi, gửi cho con đi để hả? Con nói để con chịu quên mất rồi. Mời nhà trai. Mời đi em trai. Mời nhà gái. Mời em gái ngồi. Bây giờ mời em trai giới thiệu về mình. Kính chào bạn mọi người đã tham gia đến buổi trình hẹn hò. Xin chào chú Huyền Linh, xin chào chị Ngọc Lan. Em tên là Hoàng Quang Thắng, sinh ra và lớn lên đến từ mảnh đất Ba Bảy, Nghệ An. Và hiện tại đang sinh sống và làm việc ở thành phố Hà Nội. Làm gì Thắng? Dạ, công việc cụ thể của em là quản lý và điều vận kho hàng xuất khẩu bếp châu Âu. Mời nhà gái giới thiệu cho mình. Dạ, cháu xin chào chú Quyền Linh ạ. Em chào chị Ngọc Lan ạ. Em xin chào bạn anh trai bên kia và toàn bộ quý vị khán giả. Em tên là Lê Kiều Trang, em sinh năm 96, em đến từ Thanh Hóa và hiện tại cũng đang làm việc tại Hà Nội ạ. Ồ, là cho mình hỏi là bên bạn gái là bạn làm việc ở đâu ở Hà Nội ạ? Ở quận nào? Hiện tại em ở quận Đống Đa, còn em làm việc ở quận Hai Bà Trưng ạ. À, dạ. Mình thì hiện tại là làm việc ở quận Hà Đông. Bây giờ mình nói sâu xíu về ưu điểm khuyết điểm đi Thắng. Dạ, ưu điểm của em thì nói hơi nói nhút nhát, hơi nói khi gặp người phụ nữ, tiếp xúc với những người bạn gái chưa quen hay là những người mà có cảm giác lạ thì ít nói. Quen là nói nhiều không? Quen thì cũng tương đối là rất vui vẻ và hòa đồng. Và nhiều khi còn là làm cho người ta hơi cáu ấy, làm cho người ta hơi cáu ấy. Chọc ta cáu luôn hả? Dạ. Rồi, mời nhà gái. Em thì là một người thì cũng khá là chân thành, ham học hỏi, yêu thương mọi người. Nhược điểm thì khá là rụt rè trước đám đông, tính cách thì cũng hơi phần trẻ con và bướng bỉnh một xíu ạ. Rồi, nhà gái bên đây mong manh dễ thương lắm. Tình yêu mình sao? Dạ, tình yêu của em thì có hai mối tình. Mối tình đầu tiên thì là thời đang đi học. Mối tình thứ hai là mối tình hơn một năm, nhưng mà mối tình này thì hơi xa cách về địa lý. Nơi làm việc là một bên miền Nam và một bên miền Bắc. Yêu xa đó. Dạ. Bên nhà gái sao? Em cũng có trải qua hai mối tình. Tình thì cũng từ thời sinh viên, sau khi ra trường thì có sự khác biệt về công việc. Hồi đó cũng trẻ con nên là chia tay ạ. Thì sau khi ra trường thì cũng quen một bạn nữa, nhưng mà sau bạn ấy đi du học thì yêu xa là cũng thôi luôn ạ. Giờ mình mong muốn có bạn trai như thế nào, nói chị Lan nghe coi. Mong muốn là có một người bạn trai thì cũng vui tính, chân thành, quan tâm yêu thương mọi người và hướng về gia đình. Em có cái điều gì không thích ở con trai không? Cục tính và gia trưởng ạ. Em cũng cao 1m63-65 thì em cũng mong muốn là bạn nam cũng sẽ cao từ 1m7 trở lên, cao hơn em. Nhìn một chút, dạ. Thích hơi mập mập chút. Rồi để chị Lan qua, chị Lan ngó coi. Chào nhà trai. Dạ vâng. Cũng được, chị thấy cũng dày cơm. Sao thấy nhà gái yêu cầu vậy, mình thấy mình đáp ứng được bao nhiêu phần trăm nè? Mình có thể đáp ứng khoảng 95%. Quá dữ. Quá tự tin luôn. Giờ còn mình thì sao, mình mong muốn như thế nào? Mình mong muốn là một người bạn nữ có biết về nấu ăn một xíu và có một công việc ổn định. Nói chung là bạn ấy có thể là tâm sự những lúc mà với mình, gọi là có thể là đồng hành cùng với mình vượt qua cái giai đoạn mà lúc bạn ấy có cảm thấy khó khăn nhất, hay là bạn ấy muốn mình phải chia sẻ ra những nỗi khó khăn lúc của cuộc sống và làm việc của bạn ấy để mình hiểu được cái nỗi lòng của bạn ấy. Chào em gái, xinh đẹp dễ thương. Nấu ăn ngon không? Cháu nấu ăn ở mức độ khá thôi ạ. Chàng trai đưa ra yêu cầu đó, con cảm giác mình đáp ứng được bao nhiêu phần trăm? Con đáp ứng chắc được 70% ạ. Ít vậy? Chúng ta mở rào ra rồi ta biết thêm. Bây giờ con nói đi với thân đi. Cháu đến đây cùng với bố, hai cậu và anh chị. Cô bố luôn hả? Một gia đình luôn. Xin chào anh Quyền Linh, chào chị Ngọc Lan, chào bạn trai, tôi là cậu ruột. Xin được có vài ý kiến như sau. Bạn trai thực sự là
hết sức là hiền. Có thể nói là trong thời gian ngắn như thế này thì cậu cũng mong cháu và bạn trai tạo cho nhau cơ hội để mình tìm hiểu nhau. Chúc cho hai cháu một cơ hội tuyệt đẹp. Cảm ơn cậu. Đây. Trai. Dạ con xin phép là hiện tại có Dượng. À, chào anh Quỳnh Linh, chào chị Ngọc Lan và chào tất cả bên họ nhà gái. Họ nhà trai là coi thấy là coi bên nhà gái là tuyệt vời. Dạ cảm ơn. Mở rào. Vâng, em cảm ơn ạ. Em cũng có một món quà mang đến đây để tặng. Dạ, anh cảm ơn. Cho anh hỏi là nếu như mà có thời gian thì có thể cho anh thời gian để giao lưu với em trong thời gian ví dụ như ngày lễ, ngày bình thường, như ngày cuối tuần, buổi đêm rồi. Thì anh có thể mời em đi chơi, đi đâu đó vui chơi được hay không? Dạ. Em không biết là công việc của anh hiện tại có bận lắm không ạ? Công việc của anh thì thường là làm vào giờ hành chính thôi và chủ nhật nghỉ. Thì lương của anh thì nói thật đi làm công ty thì lương cũng ổn định, không có cao lắm, chỉ tầm từ 12 đến 15 triệu. Và hiện tại thì anh đang sống một mình ở Hà Nội. Thì anh cũng chỉ nói rằng là anh là một người nói dòng người Nghệ An ấy, thì mọi người rất khó nghe và rất khó hiểu. Và nhiều lúc anh phải nói đi nói lại mọi người mới hiểu lại được cái lời anh nói ra. Anh không thể nói được dòng người miền Bắc hoặc là nói dòng miền Nam, anh không thể nói ra được. Bây giờ em nói ai cũng hiểu hết trơn mà. Em đã hiểu. Đó là em cố gắng em diễn đạt hết mức của mình rồi. Còn bình thường vậy thì... là tốt ra em cứ bình thường đi. Bây giờ em trai bước tới, nắm tay em gái đi. Sao anh? Đứng dậy. Như thế nào chứ nhỉ? Như thế nào là như thế nào? Là có nghĩa là... Gợi ý cho con đi để con nói để con quên mất rồi. Bước tới nắm tay thôi rồi. Dạ. Đó. Rồi, chị sao nữa? Dạ, vâng ạ. Em... Vậy luôn đó hả? Thấy nhà gái người ta mạnh mẽ chưa? Thấy chưa? Dạ, mạnh mẽ. Mạnh mẽ nói lớn lên coi. Mạnh mẽ, mạnh mẽ. Bây giờ mình nói cho nhau nghe về gọi là quan điểm về hôn nhân gia đình. Nếu tương lai anh là chồng của em ấy, cái thời gian trong công việc, còn thời gian rảnh thì anh cố gắng về chăm sóc em, quan tâm hơn và chia sẻ cùng em. Tiền bạc thì tiền cứ hàng tháng thì cứ chuyển vào tài khoản của em. Khi mà đăng ký kết hôn thì công ty sẽ gửi vào số tài khoản của vợ. Không có. Công ty nào dễ thương quá vậy? Công ty khi đã có quyết định từ khi làm hồ sơ là đã quyết định như vậy rồi. Ủa bắt buộc vậy đó hả? Bắt buộc vậy. Hay công ty đó hay rồi nha. Rồi tiếp tục nắm tay đừng có rút ra. Dạ vâng. Rồi. Nhưng mà hiện tại là em vẫn chưa có mà. Thì từ từ nó sẽ có và em hứa sao là vậy đó nha. Dạ ok em hứa chứng dự mà. Bây giờ đó nếu là vợ thì mình sẽ làm gì? Trong tương lai nếu mà chúng ta đến được với nhau ấy thì em cũng có thể là chia sẻ những khó khăn trong công việc cuộc sống với anh. Dạ, anh cảm ơn. Hát một bài tặng nhà gái nè. Thì nói thật, hát thì không có hay. Lần đầu ta gặp nhỏ trong nắng chiều bay bay, thẹn thùng ta hỏi nhỏ, nhỏ bao nhỏ chưa yêu. Ừ thì nhỏ chưa yêu, bây giờ yêu nhé nhỏ, nhỏ ơi. Ta hát đi. Thực ra là em hát cũng không hay, mà có thời gian rảnh thì em cũng có chơi đàn một chút. Thì hôm nay nhân tiện tham gia chương trình, một phần là để tặng chương trình một đoạn hát. Đi bên em chiều trên đôi lăng, phố xa ngỡ như thật gần. Đôi vai em gầy trong chiếc lá, giờ là đợi chờ nhớ mong mùa xuân. Trên tay em nụ hoa vẫn nở, phố xa ngỡ như thật gần. Về một ngày có mưa êm đềm.
mời hai bạn về vị trí. Chuẩn bị. 1 2 3. Hết thời gian. Bạn bấm. Chính thức các bạn đã hẹn hò với nhau. Bây giờ nắm tay nhau đi nào. Chính thức rồi đó. Đặt một nụ hôn lên má. Chúng tôi sẽ gửi tặng các bạn một món quà, đó là một bộ sản phẩm nhãn hàng Amity trọn gói với các sản phẩm nước lau sàn, nước giặt, nước xả vải, nước rửa tay, nước rửa chén. Nhãn hàng Amity sẽ đồng hành với các bạn trong cuộc sống. Amity, bạn nhỏ của mọi nhà. Lululun, thương hiệu mặt nạ được yêu thích nhất tại Nhật Bản, nay đã có mặt tại các gian hàng chính hãng của em Shop 247 và các trang mạng xã hội Lululun Việt Nam. Nổi tiếng với thành phần lành tính, cấp ẩm dịu nhẹ, mặt nạ có thể sử dụng hàng ngày. Bạn sẽ tươi trẻ hơn, hạnh phúc hơn cùng Lululun. Xin gửi tặng hai bạn một món quà, đó là nước mắm Phú Quốc Nàng Cơm. Nhà thùng nước mắm truyền thống 130 năm, hương tinh túy, vị trăm năm. Etoric với dòng sản phẩm Link Up Collagen giúp trẻ hóa da từ sâu bên trong. Link Up Collagen giúp làm đẹp da và ngăn ngừa lão hóa. Có thành phần collagen thủy phân từ cá, dễ dàng hấp thụ nhanh chóng gấp 7 lần so với collagen thông thường. Sản phẩm giúp tăng sinh và cải thiện những tế bào hư tổn, đặc biệt tăng độ đàn hồi da, mờ thâm nám hiệu quả. Chương trình gửi tặng các bạn một phần quà, đó là cặp mũ bảo hiểm M139 của thương hiệu Royal với kiểu dáng 3/4 đầu, đảm bảo chất lượng an toàn theo dây chuyền sản xuất hiện đại. Đặc biệt với thiết kế kính âm độc đáo giúp các bạn an toàn hơn khi đi đường xa, giúp che nắng, chắn mưa, che khói bụi và ẩn vào trong khi không cần thiết. Mũ bảo hiểm Royal M139 an toàn, thời trang, tiện lợi cho tất cả mọi người. Chương trình dành tặng hai bạn một phần quà nhỏ là gói Ruby của ứng dụng hẹn hò Speak Couple, vừa được ra mắt với những tính năng nâng niu tình yêu giúp cặp đôi hiểu và yêu nhau hơn. Hy vọng mọi điều tốt đẹp, hy vọng rằng chúng tôi sẽ có thiệp hồng báo tin. Mời các bạn xem bạn muốn hẹn hò trên ứng dụng truyền hình Netclub. Các bạn có thể tải ứng dụng không chỉ xem bạn muốn hẹn hò và các bộ phim hấp dẫn, các chương trình thể thao, mà còn có cơ hội kết đôi hẹn hò trực tuyến tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã theo dõi chương trình. Quý vị đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi 17h50 thứ Bảy và 20h20 thứ Hai hàng tuần trên kênh HTV7. Bây giờ thì chúng tôi xin phép được chào tạm biệt và hẹn gặp lại.